Chào mừng bạn đến với podcast Cà phê 360 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, phát hành trên website qrt.vn, app QRT Online, YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam vào lúc 18 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, tần số FM 97,6 MHz lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày. Cà phê 360 sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống. Mời các bạn đón nghe. Nhà thơ xứ Huế quá cố Trương Vũ Thiên An, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam, mấy chục năm làm người ở trọ với Tam Kỳ, đã có nhiều bài thơ hay về mảnh đất này. Trong đó, thành phố màu Hoàng Yến là một nét chấm phá đẹp về màu sắc, về tình yêu đất đai và con người nơi anh dừng chân, xem như quê hương thứ hai của mình. Trương Vũ Thiên An ví màu vàng hoa xưa giăng khắp lối đi của Tam Kỳ là màu Hoàng Yến rất sang trọng. Để rồi sắc màu sang trọng ấy được thăng hoa hơn, kiều diễm hơn, lung linh hơn trong giai điệu ngọt ngào, đầy chất liêu trai mà nhà sĩ Phan Văn Hùng, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã gửi hết tâm tình theo từng đốt nhạc. Tháng 3 chưa về mà hoa xưa, đã đầy đặn nơi những ngã tư, nơi mùa gặp mùa. Ngày Tam Kỳ tỉnh lỵ, thành hoa xưa giữa hoa xưa, thành ngã đường mộng mị của màu Hoàng Yến, thành mùa ở trọ mùi hương, tôi với Tam Kỳ từ không mà vàng như giữa mùa trăng. Tôi cũng làm người ở trọ Tam Kỳ mấy chục năm, cũng mộng mị với màu vàng hoa xưa đến nao lòng mỗi độ tháng ba về. Một loài hoa không lạ gì, cũng được trồng khá nhiều ở các địa phương khác của xứ Quảng, nhưng lại làm nên một thương hiệu riêng cho vùng đất ba sông kể từ ngày Tam Kỳ trở thành tỉnh lỵ, đúng như ý thơ Trương Vũ Thiên An. Phải chăng Tam Kỳ có những vùng hoa xưa đặc biệt, kiểu như làng Hương Trà với những cội xưa già đã hàng trăm năm tuổi từ thuở mở đất lập làng? Dường như xưa vàng từ rất lâu đã trở thành niềm tự hào riêng có của người Tam Kỳ. Cao niên như ông Trần Văn Truyền ở Hòa Hương, ngay đất Hương Trà, mỗi lần nhắc nhớ chuyện đất, chuyện người quê xứ mình, liền mang hoa xưa của ký ức một thời thơ trẻ để mở đầu cho dòng hoài niệm. Ông bảo, loài hoa với hương thơm bay chín làng thôn hay còn gọi là cửu lý hương này chỉ có ở Hương Trà mới đặc biệt, mới đúng chất hoa xưa. Ông Truyền chắc không hề hay biết, màu vàng hoa xưa bây giờ còn đi vào thơ nhạc với cái tên đầy sang trọng, màu Hoàng Yến. Nhưng mỗi lần ngồi nghe ông kể chuyện hoa xưa thì có cảm giác như mỗi con đường, mỗi một làn gió, mỗi một bến sông đều được giăng kín cửu lý hương. Tôi nhớ một dạo, chuyện trồng hoa xưa dọc dài những con phố ở Tam Kỳ trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận, rằng sao lại đem cây xưa với rễ dài, ăn đất nhanh, phá đường dữ, trồng khắp nơi trong thành phố với mật độ dày đặc. Dạo ấy, ông Hoàng Xuân Việt, nguyên chủ tịch thành phố Tam Kỳ, tác giả của những hàng xưa dọc ngang thành phố, đã phải mất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để bảo vệ cho được ý tưởng về một loài hoa sẽ hiện hữu như một thương hiệu của riêng Tam Kỳ. Tôi nghĩ, dư luận cũng có cái đúng, nhưng mỗi độ tháng 3 hàng năm, khi những hàng xưa bung lên trời sắc màu Hoàng Yến, lại thấy không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, bao nhiêu công dân không riêng của Tam Kỳ mà là tứ xứ cùng đổ về thành phố ba sông để kịp ghi lại cho mình những khoảnh khắc đầy ấn tượng với hoa xưa. Cũng như cách đây không lâu, việc dành nhiều quỹ đất trong thành phố để trồng cây, làm tiểu hoa viên, tạo nên một Tam Kỳ phố xanh như bây giờ cũng là một ý tưởng đúng và hợp với tự nhiên. Tôi vẫn gọi những không gian xanh ấy là vườn xanh trong phố, một điều không hề dễ tạo lập với bất cứ thành phố nào, để có một lá phổi xanh giữa ồn ào, công nghiệp và bụi bặm. Để cảm nhận vẻ đẹp kiêu sa như màu Hoàng Yến của những vòm hoa xưa mỗi lần bung nở, năm nào chúng tôi cũng làm cuộc lên đên trên sông nước sông Tam Kỳ, đoạn chảy qua vườn Cừa, Hòa Hương. Trong cái nắng ban mai dịu nhẹ của những ngày xuân còn phảng phất,
con thuyền lướt êm ru trên sóng nước trong xanh, từ giữa miên man sóng nước ấy thả ánh nhìn ngược vào bờ, nơi những hàng sưa vàng ken dày một vùng trời, mới thấy hết nét kiều diễm của màu hoàng yến. Sưa vàng soi mình xuống dòng nước trong xanh, những cánh hoa li ti mang theo hương dịu nhẹ bay trong gió, rồi vô tình hay hữu ý mà đậu lại thành thảm vàng bồng bềnh trôi trên sông. Trong câu chuyện mà ông Trần Xuân Quang, người làng Hương Trà kể với chúng tôi, khi thuyền trôi miên man giữa dòng xanh đã khắc họa về những năm tháng sơ khai mở đất lập làng của cha ông, những nhọc nhằn lao khổ mà người Hương Trà quyết tâm đắp bồi vóc dáng cho ngôi làng của mình, và nhắc nhớ về cây sưa cổ thụ trước đình làng đã theo dấu chân những người khai bở đất từ rất xa xưa. Cây sưa ấy giờ không còn nữa, cả bộ ván sưa mà người làng nâng niu cất giữ trong đình cũng đã thất lạc trong bom đạn chiến tranh. Nhưng những thế hệ xưa nối tiếp lại được nhân ra trồng ngay trên con đê của làng, giờ đã trở thành tài sản quý giá, vừa bám đất giữ làng lại vừa tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng mỗi độ sắc hoa vàng. Có lần chúng tôi được thưởng lãm khoảnh khắc thật đặc biệt của hoa sưa khi ngang qua thuyền chúng tôi là một chiếc thuyền nhỏ với vài ba cô nữ sinh trung học áo dài thước tha, tay bưng những thúng hoa sưa vàng rắc đều theo từng con sóng nhẹ. Hoa bay miên man lung linh trong nắng, hòa cùng với nụ cười tỏa nắng của nữ sinh áo dài trắng, đã vô tình tạo nên một không gian như miệng cổ tích, đẹp biết bao là thành phố màu hoàng yến. Nhà thơ Trương Vũ Thiên An bây giờ đã về miền mây trắng, không thể làm người ở trọ, để mỗi độ tháng ba về lang thang qua xa lộ Hùng Vương mà ngắm thời gian trôi theo từng cánh hoa vàng miên man trong gió. Nhưng có lẽ mảnh đất mà anh yêu quý, sắc màu loài hoa mà anh trân trọng gọi bằng cái tên kiêu sa, màu hoàng yến, sẽ vương vấn mãi trên mỗi con đường, sẽ là ký ức của bao lớp người Tam Kỳ đang sống trên mảnh đất này hay làm người viễn xứ. Mỗi lần thoang thoảng đâu đó trên làn sóng phát thanh vang lên dòng nhạc êm ái liêu trai của thành phố màu hoàng yến của nhạc sĩ Phan Văn Hùng, vì yêu quý và trân trọng người đồng nghiệp, nhà giáo, nhà thơ Trương Vũ Thi An mà gửi gắm biết bao tâm tình mến yêu trong từng lời ca nốt nhạc. Ba dòng sông chở mùa xa với bể, mùa hoa về rồi, vàng thì cũng vàng rồi. Giống như tôi, chẳng biết từ bao giờ trong tim ấp ủ một tình yêu đầy xao xuyến với phố màu hoàng yến, thấy tự hào hơn về nơi mình đang sống, ít ra cũng đủ thư thái an yên với cảm giác mỗi sớm mai thức dậy được mở toang lòng ngực đón lấy một bầu không khí trong lành từ hàng sưa ken dày, từ khu vườn xanh ở nơi được gọi bằng cái tên thành phố màu hoàng yến. Năm đó tôi về dợp bóng hoa xưa, đi trên con đường làng quê mẹ vẫn ngọt ngào đọng mãi trong tôi. Xưa từng dìu nhau trên phố, em cầm vành nón che nghiêng lang thang qua từng đường quen thuộc, đêm đèn màu hoa sáng như hoa đăng. Hoa xưa ơi, Tam Kỳ tôi ơi, mảnh đất năm xưa ngả xuống bao người, cho Tam Kỳ đẹp như hôm nay, cho Tam Kỳ rạng ngời ngày mai. Tôi đi trên thảm hoa vàng ống, tôi đi trên con đường làng quê, bóng in nguyên cô nàng sư Quảng gửi trong tôi hình bóng quê nhà.
Kỳ mùa hoa năm đó. Tôi về dợp bóng hoa xưa, đi trên con đường làng quê mẹ vẫn ngọt ngào đọng mãi trong tôi. Giữa từng dìu nhau trên phố, em cầm vành nón che nghiêng lang thang qua từng đường quen thuộc. Đêm đèn màu tỏa sáng như hoa đào. Hoa xưa ơi, Tam Kỳ tôi ơi, mảnh đất năm xưa ngả xuống bao người. Cho Tam Kỳ đẹp như hôm nay, cho Tam Kỳ rạng ngời ngày mai. Em đi trên thảm hoa vàng ống, tôi đi trên con đường làng quê. Bóng in nguyên cô nàng xứ Quảng gửi trong tôi hình bóng quê nhà. Ai có về thăm lại quê tôi, xuống Tam Thanh thăm làng Bích Hòa, lên dầu hồ thăm lại phố Lê. Tam Kỳ.